Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo với Chính phủ về nguyên nhân chính gây ngập cao tốc phan thiết dầu dây đoạn qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xảy ra cuối tháng 7 vừa qua. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, phía Thượng Lưu có đập Sông Phan cách vị trí ngập khoảng 8,6 km. Hạ Lưu các đập. Nói chung, sau khi đưa vào vận hành, lòng sông, suối đều có biến đổi, bồi lắng, hệ thực vật xâm lấn làm tăng độ nhám và thu hẹp dòng chảy, dẫn đến chế độ thủy văn rất phức tạp, gây dền ứ nước cục bộ, làm mực nước tại khu vực cống, dân cao, gây ngập. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đây là tuyến đường làm mới. Tại thời điểm khảo sát, tuyến đi qua khu vực dân cư thưa thớt, điều tra số liệu thủy văn khó khăn, tư vấn chưa lường hết được việc thu hẹp dòng chảy phía hạ lưu cống, dẫn đến dền ứ, nên hồ sơ tính toán thủy văn xác định cao độ thiết kế theo tần suất 1%, 100 năm xảy ra một lần, tại vị trí cống chưa xét đến mực nước dền. Trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn, mặc dù không phải là lỗi cố ý. Đưa ra các giải pháp, về lâu dài, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ngoài việc thanh thải dòng chảy, còn lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên ngành độc lập đủ năng lực để khảo sát, tính toán, xây dựng mô hình cho toàn bộ khu vực. Từ đó xác định mực nước tương ứng với tần suất thiết kế của dự án hoàn thành trong tháng 8 này.